Apple vẫn không bỏ quên người dùng iPhone cũ, tưởng rằng sự ra mắt của iOS 13 đã là hồi kết dành cho iOS 12, thế nhưng mới đây, Apple đã bất ngờ tung ra bản cập nhật iOS 12.4.2, bản cập nhật iOS 12.4.2 này sẽ chỉ dành cho những thiết bị iPhone, iPad đời cũ không được cập nhật lên iOS 13, trong đó bao gồm iPhone 5s, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 và iPod Touch thế hệ 6. Đây không phải là lần đầu tiên Apple cập nhật cho iPhone iPad đời cũ, hồi giữa tháng 7 năm nay, Apple từng tung ra iOS 9.3.6 và iOS 10.3.4 cho iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, iPad 3 nhằm khắc phục một lỗi liên quan đến hệ thống định vị GPS. Apple nói bản cập nhật iOS 12.4.2 mang đến những cải thiện và nâng cấp bảo mật quan trọng, tuy nhiên không tiết lộ cụ thể những gì đã thay đổi. Với dung lượng chỉ vài chục megabyte, có lẽ người dùng cũng không thể trông đợi vào những tính năng mới.